Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Mời các bạn cùng xem tập 19, Gia đình mình vui bất thình lình. Ở phần trước, Công gặp khá nhiều rắc rối, vừa mới bị Mai hãm hại phải nghỉ việc, về nhà lại gặp hai cô em dâu nói với bố mẹ chuyện anh ngoại tình. Công bực tức gọi Hà và Trâm Anh ra để mắng cho một trận. Sau khi biết chuyện Công ngoại tình, ai nấy trong nhà đều tỏ ra tức giận. Ngay cả ông Toại và Danh và Thành, những người đàn ông vốn bênh vực nhau thì cũng đã không còn về phe của Công nữa. Đã nhiều lần khuyên ngăn con trai, nhưng cuối cùng Công vẫn chứng nào tật đó, ông Toại đuổi thẳng đứa con trai cả. Thành và Danh phản ứng khá gây gắt với anh. Danh bảo, em không ngờ anh lại là người như vậy, chị Phương làm gì mà anh lại phản bội chị. Thành tiếp lời, chuyện tình cảm của anh, do anh chọn lựa, sao giờ đây anh lại như thế. Công thấy hai em phản ứng quá gay gắt nên cãi lại, nhưng giờ đây Phương khác lắm, không còn giống chị Phương của ngày xưa. Danh chửi thẳng mặt, giờ này mà anh còn ngụy biện cho những sai lầm của anh ạ. Anh làm em thất vọng quá. Công cảm giác như bị cả gia đình chống đối, vì quá buồn nên anh quyết định bỏ nhà đi. Công muốn ra đi một thời gian để bình tĩnh trở lại. Anh cần suy nghĩ nghiêm túc về bản thân và những gì mình đã làm. Có lẽ việc phản bội người yêu cũ năm xưa chính là tội lỗi của anh và giờ đây anh phải nhận lấy những quả báo của đời mình. Liệu Công sẽ được Phương và mọi người tha thứ? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.